cắt hàng triệu lần vẫn không biến dạng, độ bền sử dụng lên đến hơn 5 năm. Lưỡi kéo được làm từ thép SK5 nguyên khối với công nghệ ép nguội hàng đầu của Nhật Bản, không rỉ sét, siêu bền, siêu sắc bén. Lò xo có hệ số đàn hồi tốt, trợ lực hiệu quả hơn các loại thép thông thường đến 20 lần. Kéo cắt cành cộng lực lưỡi thép SK5, thương hiệu Kabushi Nhật Bản, sự lựa chọn hoàn hảo cho những người chơi cây cảnh, bonsai hay những bàn nội trợ thông minh hiện nay. Chào các bạn, sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn về mẫu mã và thương hiệu của chiếc kéo. Được nhập khẩu từ Nhật Bản, chiếc kéo mang thương hiệu Kabushi, làm từ thép SK5. Trên thân kéo có tem chống hàng giả, các bạn hãy lưu ý để không mua phải hàng giả nhé. Về chất liệu, lưỡi kéo được đúc từ 100% thép SK5 nguyên khối. Đây là loại chất liệu siêu bền, siêu cứng, không rỉ sét. Thân kéo được làm từ 100% gang. Kiểu dáng tay cầm cộng lực mang lại cảm giác nhẹ nhàng, chắc chắn, không gãy, không bể, không móp méo. Để sử dụng chiếc kéo này thì vô cùng đơn giản. Các bạn chỉ cần bóp nhẹ tay cầm, kéo khóa an toàn xuống để mở hoặc đẩy khóa an toàn lên để đóng kéo. Không chỉ cắt cành, cắt giấy, cắt cạc tông mà còn rất hữu ích khi sử dụng trong nhà bếp để cắt thực phẩm, cắt xương, cắt thịt một cách đơn giản và nhẹ nhàng. Với kích thước vừa phải, không cần phải dùng nhiều lực. Hãy yên tâm khi các chị em phụ nữ có thể sử dụng chiếc kéo này vô cùng đơn giản nhé. Liên hệ ngay với chúng tôi để sở hữu được chiếc kéo cộng lực lưỡi thép SK5 Nhật Bản cao cấp siêu sắc bén này. Đặc biệt khi mua một kéo, các bạn sẽ được tặng kèm một bao da đựng kéo bền chắc và sang trọng. Hãy nhanh tay đặt hàng để cùng nhận ưu đãi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.